Dạ vâng, chào mừng tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ lụa Tất Định Quân. Và trong video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ lụa Tất Định Quân xin trân trọng được bàn giao cho anh Mạnh ở Thái Nguyên một bộ sản phẩm, đó là bộ bàn ghế Âu Á Trưng Quân Thư. Đây thì sau đây thì em xin mời tất cả các bác cùng tất cả quý khách hàng đi sâu hơn về phòng khách của nhà anh Mạnh để chiêm ngưỡng qua không gian kỳ hàng cũng như là bộ sản phẩm các bác nhé. Đây thì đây là bộ bàn ghế của anh Mạnh, thì bao gồm có 8 món, gồm một chiếc đàn dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn lớn, một chiếc đun kẹp bàn, một chiếc đun kẹp ghế và hai chiếc đun ngồi. Về phần đầu tiên của bộ sản phẩm, đó là bộ chiếc đàn dài. Chiếc đàn dài này thì bên kích thước đàn dài là 2m55, cao 52, sâu là 70. Về phần đầu tiên thì em muốn giới thiệu về phần chương. Chương của em là chương làm liền xoáy các nhé. Chương là chương liền xoáy. Đây phần xoáy các bác nhìn thấy đấy. Nên cơ sở em luôn làm rất là to, tròn. Đấy, rất là to và tròn luôn. Vách thì là vách để trơn các bác nhá. Vách thì anh yêu cầu để trơn. Đấy, cho nên các bác nhìn thấy những đường nét vân của vách này hiện lên nó rất là đẹp và rất là sang trọng luôn. Đó. Còn tiếp theo về phần cột, cột là cột liền móng. Đấy, cột là cột liền móng cột 12. Đấy, cột liền móng cột 12 nhá. Ván thì là ván liền nguyên một tấm và dày là 2 phân. Đấy. Liền nguyên một tấm và dày là 2 phân. Và phần khuôn, khuôn là khuôn 4, khuôn 4 ván 2. Và bản yếm là bản yếm 4. Đấy, bản yếm 4 dày 4 phân. Hướng đường nước khuôn tranh là sẽ một đường nước cổ chỉ được đổ dưới đất chạy xung quanh các bạn nhé. Bản chân là bản chân 10 các bạn nhé. Bản chân là bản chân 10. Đó. Còn về phần hai chiếc ghế thì đồng kích thước dài 95, cao 1m2, sâu 70. Đó. Với phần gỗ, vân gỗ đều vân gỗ tự nhiên các bạn nhé. Đấy. Tự nhiên và chọn lọc ra rất là kỹ càng. Ván dày nguyên một tấm và dày là 2 phân. Khuôn 4 ván 2 yếm 4. Chân 10. Cột 12. Làm liền móng dày là 7 phân. Đấy. Dày là 7 phân. Còn tiếp theo về phần bàn. Bàn này thì có kích thước là 81 x 1m57 các bác nhá. Kích thước là 81 x 1m57. Ván mặt bàn đục theo bức tranh thuận gồm xuôi gió các bác nhá. Đục theo bức tranh thuận gồm xuôi gió. Đó. Còn về phần trước đun kẹp bàn thì có kích thước là 45 x 81, đục là theo bức tranh đục kiểu quân hội. Đấy, đục kiểu quân hội. Về phần ngăn kéo thì đây, luôn luôn hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Đó. Còn về phần trước đun kẹp ghế là có kích thước là 45 x 60, đục theo bức tranh thành cảnh. Đấy, bức tranh thành cảnh các bác nhé. Đấy. Đấy, về phần ngăn kéo rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn phần chiếc ghế đơn còn lại đây rất đẹp luôn. Đấy. Sơn thì sơn bêu cao cấp. Đấy. Về phần mặt sau của hai chiếc ghế, đấy, cam kết đảm bảo về phần gỗ 100% gỗ hương đá các bác nhé, chọn lọc tỉ mỉ kỹ lưỡng, vẫn rất là đẹp luôn. Còn về phần hai chiếc đun côn thì có kích thước là 40 x 40. Đấy, đó là bao gồm bộ bàn ghế Âu Á Trưng Quân Thư của anh Mạnh ở Thái Nguyên. Đấy, và các bác nào cũng như quý chị nào mà đang quan tâm đến mẫu sản phẩm Âu Á Trưng Quân Thư, mẫu hàng chơi như này, các bác thể liên hệ trực tiếp vào số online trên màn hình 0988 685 625, là các bác có thể bạn Zalo để được bên em tư vấn, bên em sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bác từ tất cả sản phẩm các bạn đang quan tâm, các bạn yêu thích của bên cơ sở em. Video cũng xin đóng tại đây thôi. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của bên cơ sở em. Rồi thì xin chào lại các video tiếp theo.